chào quý bạn, tôi đang có mặt tại công ty cổ phần Toyota Thăng Long tại địa chỉ 316 Cầu Giấy, Hà Nội. Và ngày hôm nay thì tôi muốn gửi đến các bạn một chiếc Toyota. Mấy tháng vừa qua thì do trục trặc về việc nhập khẩu nên chiếc Toyota Rút này nó không có mặt tại thị trường. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại là tháng 7 2019 thì những chiếc Rút đã tiếp tục thông quan và đến tay quý vị khách hàng. Trước mắt chúng ta là chiếc Toyota Rút, đây là màu đỏ nâu. Nó có mã màu là R54 và là một màu khá là lạ trên thị trường. Hiện nay thì không có cái mẫu xe nào trên thị trường có cái màu như này cả. Và Toyota Rút là chiếc xe duy nhất được trang bị cái màu này. Nếu mà nhìn trời nó đủ ánh sáng này thì các bạn đang thấy nó khá nhiều màu nâu. Tuy nhiên nếu mà trời nó ánh sáng tối, nó hơi yếu ánh sáng một chút thì nó sẽ gần giống như màu đen. Rút này là một chiếc xe 7 chỗ gầm cao và được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia. Giá rất là rẻ, nó chỉ có 668 triệu thôi. Nhưng mà được trang bị khá nhiều những cái công nghệ, có thể nói là đủ dùng trên một chiếc xe gia đình. Đây là phần tổng thể phía sau của xe, như các bạn đang quan sát. Ở đây toàn bộ đèn phía sau này. Đây, giải đèn này của chúng ta. Đó, nó đều là đèn giả LED thôi. Dưới này vẫn là đèn báo lùi và đèn xi nhan, cũng là đèn giả LED. Logo của Rút. Ở phía sau này chúng ta cũng được trang bị luôn cả cảm biến camera lùi các bạn nhé. Và có sẵn cả cảm biến lùi. Đây chúng ta có hai cảm biến lùi. Ở phần bên hông xe này thì chúng ta sẽ có một bộ la răng phay cắt khá là đẹp. Đây là la răng có kích thước 17 inch. Phần đầu xe thì cụm đèn nó chứa nhiều những cái công nghệ có thể nói là tiên tiến hơn so với phần đuôi. Ở cái phần đầu xe này chúng ta sẽ có hoàn toàn là đèn LED hết các bạn nhé. Tất cả đều là đèn LED và đây chúng ta có cái giải đèn LED ban ngày, xi nhan được đẩy xuống dưới. Như thường lệ dưới này chúng ta sẽ có cái đèn hợp sương mù. Trên cái mẫu xe Toyota Rút này thì Toyota sử dụng 4 cái thanh ngang này, có kích thước rất là lớn, tạo cho chiếc xe có được cái sự khỏe khoắn nhất định của cái dòng xe 7 chỗ gầm cao. Và đây là tổng thể phần đầu xe. Ở phần đầu này thì như các bạn đã quan sát được, chúng ta cũng sẽ có một cái thanh cản chống va chạm ở đây. Đây các bạn đang nhìn đây là phần đèn, đèn LED ánh sáng trắng. Rút thì sẽ đảm bảo được ánh sáng rất là tốt khi mà chúng ta di chuyển vào chiều tối. Phần cốp xe thì hơi tiếc một chút, thế Rút vẫn chỉ trang bị cốp cơ thôi, chúng ta sẽ chưa có cốp điện đâu. Ở đây sẽ có hai thanh trợ lực. Đây là không gian của hàng ghế thứ ba. Thật ra Rút này thì nó là một mẫu xe 5+2, chính xác thì nó là 5+2 thôi. Tại vì cái hàng ghế thứ ba này nó sẽ phù hợp nhiều với những cái khách hàng mà cao chưa tới 1m70. Đây các bạn thấy này, hàng ghế thứ hai này chúng ta có thể gập 50-50. Đấy, và có thể gập dựng lên như thế này để gia tăng cái khoảng chứa đồ. Có hàng ghế thứ hai rất là, nói chung là nó không được thoải mái rộng rãi như những mẫu MPV đích thực như là Innova hoặc là một số những mẫu xe khác. Ở vị trí này chúng ta sẽ có cả sạc điện thoại này, cũng như là khay để cốc tại tất cả các hàng ghế nhé. Đây là cái không gian hàng ghế thứ hai trên cái mẫu Rút này. Thì như các bạn đang quan sát là nó sẽ rộng rãi hơn khá nhiều so với hàng ghế thứ ba và có thể di chuyển được ở tại tất cả các vị trí. Ví dụ như này, chúng ta cũng sẽ có sẵn cả khay để cốc và có cổng sạc điện thoại tại chính giữa cái yên ngựa kia. Tất cả cửa gió điều hòa thì sẽ được bố trí ở phía trên này các bạn nhé, trên trần luôn. Và lưu ý là Rút có hai dàn điều hòa, hai dàn lạnh, do đó là các bạn cứ yên tâm về cái khoảng không gian cũng như là cái hệ thống điều hòa sẽ đáp ứng tốt trong cái mùa hè oi bức như thế này tại Việt Nam. Đây là chìa khóa của cái mẫu xe Toyota Rút này, nó là một dạng chìa khóa thông minh và chúng ta sẽ sử dụng khởi động bằng nút bấm. Bây giờ tôi sẽ khởi động lên, các bạn đạp phanh này, nhấn và giữ. Rồi ok. Đây như các bạn đang quan sát, sau khi mà tôi khởi động lên ấy thì đã có mắt đầu tiên, đó chính là cái bảng đồng hồ điện tử đây. Bảng đồng hồ Optitrom siêu sáng, rất là dễ chịu, dễ quan sát và báo đầy đủ tất cả các thông số.
Ở bên này sẽ là cái vòng tua động cơ, bên kia là vận tốc tức thời, và chính giữa là những cái thông số cơ bản của mẫu xe. Chúng ta hoàn toàn có thể chỉnh những cái thông số này bằng ba cái nút bấm ở đây. Đó. Chip quãng đường, nhiệt độ ngoài trời, mức tiêu thụ nhiên liệu, quãng đường còn đi được so với nhiên liệu trong bình. Ở cái phần vô lăng này thì chúng ta sẽ có một chiếc vô lăng ba chấu mạ bạc và tích hợp tất cả các nút bấm, bao gồm cả đàm thoại rảnh tay luôn. Như thường lệ thôi, những thiết kế quen thuộc của Toyota. Bên này sẽ là hệ thống lên xuống cửa kính, điều chỉnh gương điện, cụp gương điện. Đây chúng ta sẽ có công tắc để tắt cái hệ thống cân bằng điện tử cũng như là kiểm soát lực kéo. Bên này là hệ thống đèn và đây là gạt nước. Phần chính giữa này chúng ta sẽ có một cái màn hình 6.2 inch, chính xác là như vậy. Có đầy đủ tất cả cổng kết nối USB, AUX, HDMI. Thường khi hít thở, cơ hoành và lồng ngực mở ra. Cái cảm ứng này cũng khá là nuột nà các bạn ạ. Rất là dễ sử dụng ở cái đầu này. Đấy, và khi mà chúng ta cài số lùi ấy, thì cái camera lùi này sẽ hiện như này. Hơi tiếc một chút khi mà cái đầu này thì vẫn chưa được có hai cái loại kết nối rất là được ưa chuộng, đó chính là Apple CarPlay và Android Auto, thì hiện tại là Toyota Root vẫn chưa được trang bị. Tuy nhiên bù lại chúng ta sẽ có này. Thứ nhất là cái hệ thống điều hòa. Đây là điều hòa tự động với hai dàn lạnh dành cho hàng ghế trước và cho toàn bộ cái khoang hành khách thứ hai. Ở đây chúng ta sẽ có cái cảnh báo dây đa an toàn, khuyên thắt cho tất cả các ghế ngồi, bao gồm cả ba hàng ghế giữa và hai hàng ghế sau cùng. Lùi xuống phía dưới một chút thì chúng ta sẽ có cái hộp số và một cái khay nhỏ đựng đồ đây. Với cái hộp số này thì chúng ta sẽ là loại hộp số tự động đi kèm với hệ dẫn động, đó là dẫn động cầu sau. Với dẫn động cầu sau thì các bạn yên tâm là chiếc xe sẽ có một cái lực đẩy rất là tốt so với cầu trước. Xung quanh xe thì cũng được trang bị tới 6 túi khí, bao gồm vị trí dành cho tài xế này, vị trí dành cho hành khách phía trước, và với hai túi khí bên hông và hai túi khí rèm. Chúng ta cùng quan sát lại tổng thể nội thất bên trong. Toyota Root thì đang rất được khách hàng ưa chuộng và thường xuyên trong cái tình trạng là cháy hàng. Chiếc Root này thì hiện tại đang có giá bán niêm yết là 668 triệu. Giá bán thực tế thì quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với số hotline tôi đã đính kèm video theo hai miền Nam Bắc để các bạn dễ dàng liên hệ và có cái giá tốt nhất cũng như là thời điểm giao xe sớm nhất. Xin chào và hẹn gặp lại quý bạn ở trong những video clip tiếp theo. Xin cảm ơn ạ.